Thưa quý vị, bảng giá đất của các địa phương đã ban hành theo luật đất đai cũ để tiếp tục áp dụng đến hết năm 2025. Thông tin này được Bộ Tài chính nêu khi triển khai quy định của Luật Đất đai 2024 liên quan đến quản lý sử dụng tài sản công. Hướng dẫn các địa phương, Bộ Tài chính cho biết bảng giá đất do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố ban hành theo Luật Đất đai cũ vẫn tiếp tục được sử dụng tới ngày 31 tháng 12 năm 2025. Trường hợp cần thiết, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh bảng giá đất theo Luật Đất đai năm 2024 cho phù hợp thực tế với giá đất ở địa phương. Bảng giá đất được sử dụng trong các trường hợp gồm tính tiền sử dụng, thuê, thuế sử dụng đất, thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, đây cũng là căn cứ để tính lệ phí quản lý sử dụng đất, tiền phạt bồi thường khi vi phạm trong lĩnh vực đất đai và giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng. Luật Đất đai mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Từ năm 2026, bảng giá đất sẽ được Ủy ban Nhân dân các tỉnh ban hành mỗi năm một lần để sát thị trường thay vì 5 năm như quy định cũ.